tối về mẹ làm bít tết cho ăn nhá. Vâng ạ. À, bà nuôi. Khôi. Con nhớ bà quá. Ôi, bà cũng nhớ Khôi của bà lắm. Ôi giờ xem nào. Ôi, lớn quá nhỉ. Sao mẹ về lúc nào mà không gọi con trước để con đi đón ạ? Sao mẹ Ngọc lại đón Khôi muộn thế? Các bạn về hết rồi còn gì nữa? Cháu quen về muộn rồi bà ạ. Ở lại cháu chơi đá bóng cũng vui mà. Giờ tan làm của con chậm hơn giờ tan học của cháu 30 phút. Thành ra là cũng thi thoảng con đón cháu muộn ạ. Anh Dũng đâu hả mẹ? À mẹ quên đấy. Dũng nó đang đợi ở nhà hàng. Bố cháu đang đợi bà cháu mình đến ăn đấy. Vâng đi, ạ. Đi, đi ăn rồi. Nào con lên đi. Vâng ạ. Dắt bà qua đường nhá. Vâng. Mấy hôm mẹ ở lại đây, cố gắng diễn cho tử tế. Đừng để mẹ nghĩ chúng ta có vấn đề. Em biết rồi ạ. Người con dâu ngoan của gia đình, người mẹ đáng tự hào của bé Khôi. Nói gì về điều này? Em yêu này, cổ nhân có câu, làm gái chín phương phải để lại một phương để lấy chồng. Em đừng tự triệt nốt cái phương còn sót lại ấy, ê chề nhục nhã lắm. Sao mẹ không thấy đồ của bố Dũng ở đây nhỉ? Ừ, công việc của con chủ yếu ở tỉnh, lúc nào đến đây con mang theo là được ấy mà. Không được, con có không ở đây thì đồ đạc của con vẫn phải đầy đủ chứ. Gần đây có siêu thị nào không để mẹ đi mua đồ cho con? Ừ, có đấy ạ. Ây xà. Con mời mẹ dùng tráng miệng ạ. Này, Khôi của bà dạo này có vẻ hơi dư cân đấy nhá. Suốt ngày ăn mì gói và đồ ăn nhanh có đúng không? Thỉnh thoảng mẹ con mới cho ăn thôi ạ. Nhớ đấy nhá, không được để béo hơn đâu nhá. Vâng ạ. Cậu tìm ai? À, chào bác. À, cháu tìm Mai Ngọc. À, cháu là bạn của Mai Ngọc à? Ngọc vừa ra ngoài đi mua đồ rồi. Nếu cần thì cháu có thể vào nhà ngồi chờ. À, dạ. À, bác đây là... Bác là mẹ của Mai Ngọc. À, dạ vâng, chào bác. Vậy là Mai Ngọc thưởng nét đẹp từ bác rồi. Xin tự giới thiệu, cháu là Tuấn Khang. Cháu vào đi. Cháu và Ngọc chơi với nhau đã lâu chưa? Tại vì bác nhìn cháu không quen lắm. À, cháu với mẹ Ngọc cũng vừa biết nhau gần đây thôi ạ. Vậy là Ngọc làm việc cùng cháu à? À, không phải. Thực ra thì Mai Ngọc là nhân viên ở khách sạn của bố cháu. À, ra thế. Ngọc chơi thân với con trai của tổng giám đốc. Ôi, quý hóa quá. À, không phải như là bác đang hiểu đâu. Thực ra thì mối quan hệ giữa cháu và Mai Ngọc ấy, nó không liên quan gì tới công việc cả. À, mà bọn cháu biết nhau trong một cái hoàn cảnh nó cũng éo le lắm. Bây giờ thực ra cháu cũng không biết phải kể lại cho bác hiểu thế nào. Ôi Ngọc, bạn của con đến chơi này.